Rồi, hello my friend nha. Hôm nay lại tiếp tục cho lên sóng em Mazda 6 nè. Hôm bữa về trời mưa chưa có quay được. Mình cũng chưa có dọn dẹp cho nên giờ quay lên ha. Mazda 6 2.5 Premium nha. 2016, một chủ từ đầu. Minh bạch nha. Biển số thì cũng dễ nhìn ha, 43033. Phía trước đầu xe nè, đèn bi liếc theo góc lái. Bốn con cảm biến trước, rửa đèn pha, đèn sương mù, đèn led ban ngày đầy đủ hết ha. Dòng cao mà, logo cũng còn rất là đẹp nè. Nó bị chỗ nào mình sẽ quay luôn cho anh em coi nha. Nó chạy sức sơ sơ một chút xíu mà cũng không có đáng kể. Nói chung là xe còn rất là liên lạc. Điếp dòng mâm 19, 4 tháng đĩa ha. Hồi như dòng này thì an toàn không thiếu thứ gì nha. Để start up, chìa khóa thông minh, trước đĩa, sau đĩa. Cái sau thì được cái lip bô, lip 2 bô ha, đây là 2 bô luôn nha, 2 bô ha. Phía sau thì vừa hình ảnh vừa âm thanh cực kỳ an toàn. Camera da sau, 4 cảm biến sau, đèn còn rất là đẹp. Anten tích hợp trên kính đầy đủ ha. Đó, tổng quan, đi vô sau chi tiết đi. Xe này nó đang bị cái là nó hơi bị nhám nè, mình sẽ đánh bóng lại nha. Một số điểm chạy, cái này chắc mình chỉ cũng chấm lại chứ mình cũng không có sơn đâu. Một số cái điểm chạy nè, tình trạng là hoàn hảo nha. Sùng chỉ là không thiếu một tấc. Ghế zin theo xe nè, sunroof đầy đủ ha, không thiếu thứ gì. Đây là bảng cao nha, thì nó rất là đầy đủ, 4 kính bóng. Tích hợp đèn xi nhan trên kính, cặp điện, chỉnh điện cặp điện. Ghế cái tài thì chỉnh điện với hai vị trí, chỉnh điện 10 hướng. Ghế zin này, vô lăng cũng còn rất là đẹp nè. Đi sơ cho anh em trước đi, rồi về mình cho đánh bóng, mình spa sơ rồi mình lại cho lên sóng nha. Vô mày coi nó có cái gì. Máy nóng quá. Rồi máy móc thì em ru à. Máy chưa ra luôn nha nè. Thì có cân bằng điện tử nè, e-stop chế độ dừng đổ xe thông minh nè, từ lỏng tắt máy khi đèn xanh đèn đỏ nè. Đây là tiết tắt cái theo góc lái. Tắt cái liếc đèn theo góc lái, rồi lẫy số vô lăng. Xe này được cái lẫy số vô lăng nó hơn bản 2.0 nè. Labo, hệ thống lavabo nghe rất là tuyệt vời nha. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, thêm con ngựa lạnh phía sau. Cửa sổ trời thì ok rồi ha, đóng lại đi. Rồi gương chiếu hậu chống chói nè, DVD, camera da đầy đủ. Phía trước thì nó giả ốp gỗ, ô còn rất là đẹp. Dàn loa 5.1 Bose ha, bass cực kỳ chắc, nghe anh em phê liền. Đó, nhìn sơ tổng quan. Ghế phụ cũng chỉnh điện luôn nha anh em, bộ ghế còn rất là đẹp ha. Đó giờ mà anh em kiếm đâu ra một chiếc sedan hạng D mà chỉ có 400 củ khoai, hơn 400 củ khoai nha, gần 500 củ khoai, dưới 500, trên 400, mình bao rút hồ sơ gốc nếu anh em nào ở tỉnh. Cây số trên xe 58.000. Đây là cảm biến, điều hòa thì ok rồi, máy này không nói làm gì. Hệ thống màn hình DVD đầy đủ. Cái tập số cũng còn rất là đẹp. Vô lăng quay kỹ cho anh em, để nhiều anh em ở xa bữa có yêu cầu mình quay, ok mình quay luôn nè. Có chiếc 218 mà 2.0 thì mình đã bán rồi nha. Giờ mình còn chiếc này, có thêm một chiếc Mazda 6 215 nữa, cũng 2.5 này. Cái xe đó nó sơn lại màu cho nó không đẹp lắm. Rồi, đang nổ máy mình ra mình quay động cơ luôn cho anh em. Cửa là chưa ra nha, sùng chỉ không thiếu một tấc. Mình bao đông đụng nặng, bao ngập nước cho anh em nha, cho anh em yên tâm ha. Tình trạng xe anh em nào mà theo dõi đất thì biết rồi. Mình có sao mình miêu tả vậy thôi. Này là nút xăng với lại cái bô dưới đây. Cửa kính xin đét rồi, sạch sẽ. Nó chỉ có điều là hồi trước đó là cái ông chủ xe ông để gần cái chỗ cái tiệm inox cho nên nó bị văng vô nè, cho nên nó hơi bị nhám sơn một xíu thôi. Thì
sau khi mình về mình đánh bóng sơ rồi khi mình lấy dao nha. Giờ thì mình để vòng vòng trước đã. Máy thì mình có rửa sơ rồi. Máy thì mình có rửa sơ rồi nha. Đây cabo chưa ra nè. Sườn chỉ nè. Không thiếu một tấc nào nha. Cabo zin, cabo chưa ra luôn. Đó, quan trọng nhất tiêu chí của xe cũ là mình tránh những xe đông nặng. Còn bao quẹt xung quanh thì chắc chắn là mình có rồi. Không, máy này. Nguyên zin chưa đụng chạm. Cái dòng máy 6 này là siêu bền. Bảo đảm anh em mà chạy siêu bền mà rất kỹ sư. Rất bốc. Hình như là 170 mã. Hơn 170 mã. Anh em nào mà yêu mến cái dòng xe này thì liên hệ ngay với Đức nha. 0986787887. Ngồi sau cũng cực kỳ thoải mái, tích hợp đèn phanh trên cao, ăn tay trên kính đầy đủ hết anh em. Sơ cua thì chắc chắn là đã ra rồi. Mình chưa có chà sơ cua lại nha. Nó thấy dính đất đỏ. Đầy đủ hết, thiếu thứ gì. Đó, con đội cái quay thì nó nằm dưới đây. Nói chung là không thiếu gì hết. Nguyên bản. Đất sau chưa ra luôn, xuống chỉ không thiếu một tấc. Thôi mình quay vậy là cũng khá chi tiết rồi. Còn một số chày, chỗ chày thì mình đã chỉ anh em rồi. Đây còn cái chỗ này chày nữa nè. Về để mình sơn lại xíu. Rồi xong rồi, hoàn hảo nha anh em. 490 cành hoa thôi là anh em đã có một chiếc Mazda 6 sedan D rộng rãi, động cơ 2.5, loa bâu, cửa sổ trời, đề startup đầy đủ, rộng rãi cho gia đình mình ha, an toàn nữa, túi khí thì quanh xe luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Đức. Cảm ơn anh em rất là nhiều, chúc anh em sức khỏe và gặp nhiều may mắn ha. Trong thời điểm kinh tế khó khăn năm ngoái mà ai muốn đụng được cái chiếc Mazda 6 2.5 thì chắc phải trên 600, hiện giờ chỉ còn dưới 500 luôn anh em. 490 cành hoa thôi, cực kỳ chất lượng ha. Cảm ơn anh em nhiều.